Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay trong video này, Thanh Xuân xin giới thiệu với các bạn Viện Bảo tàng Việt Nam. Và đây là một viện bảo tàng ở San Jose, California, hay còn gọi là Bảo tàng Thuyền Nhân và Việt Nam Cộng Hòa. Viện bảo tàng này là một bảo tàng tập trung và trải nghiệm của người Mỹ gốc Việt và hành trình của họ từ Việt Nam đến Hoa Kỳ. Viện bảo tàng nằm ở trong khu Greenwald House, là một ngôi nhà lịch sử được chuyển đến công viên lịch sử tại công viên Kelly ở San Jose, California, và được khai trương vào ngày 25 tháng 8 năm 2007. Bảo tàng được thành lập bởi một tổ chức phi lợi nhuận có trụ sở tại San Jose, IRCC, là một trung tâm văn hóa tái định cư di dân. Đứng đầu là Đại tá Vũ Văn Lộc, một cựu đại tá trong quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Kế hoạch cho bảo tàng bắt đầu vào năm 1976, mất hơn 30 năm để thực hiện. Người ta tin rằng đây là một bảo tàng duy nhất trên thế giới trưng bày các hiện vật liên quan đến cộng đồng Việt Nam hải ngoại. Trong bộ sưu tập của Việt Museum bao gồm 3 thời kỳ. Thời kỳ thứ nhất 1950 đến 1975, Việt Nam Cộng Hòa và cuộc chiến cho sự tự do. Thời kỳ thứ nhì 1975 cho tới 1996, Thuyền Nhân và hành trình đi tìm tự do. Thời kỳ thứ ba 1975 cho tới 2007, Người Mỹ gốc Việt ngày nay và Tòa nhà tự do. Viện bảo tàng ẩn mình trong một góc của công viên lịch sử San Jose, ngôi nhà lịch sử màu vàng nhạt trong thời Victoria, là nơi tọa lạc của Bảo tàng Thuyền Nhân Việt Nam Cộng Hòa. Người sáng lập kiêm giám đốc Vũ Văn Lộc đã cống hiến cả cuộc đời của mình để bảo tồn lịch sử của người Việt tị nạn. Xếp dọc các bức tường là những hiện vật, hàng trăm bức ảnh, bản đồ, tác phẩm nghệ thuật của người Việt tị nạn và cuộc chạy trốn khỏi quê hương sau khi Sài Gòn sụp đổ năm 1975. Bảo tàng này còn được gọi là Bảo tàng Việt, mở cửa vào năm 2007 và đón hàng chục ngàn lượt khách mỗi năm trước đại dịch COVID-19. Đại tá Vũ Văn Lộc trong quân đội Việt Nam đến Hoa Kỳ cùng gia đình vào năm 1976, đã dành hơn 20 năm để thu thập và mua các bức thư, viết tay, những hình ảnh, những cây súng cũ, quân phục, huy chương và thậm chí cả một chiếc thuyền to cho bộ sưu tập. Chúng tôi bắt đầu xây dựng bảo tàng vào năm 1990, Đại tá Vũ Văn Lộc nói với San Jose Spotlight bằng tiếng Việt. Phải mất thời gian và rất nhiều tiền, tất cả đều đến từ sự đóng góp của khắp mọi nơi trên thế giới. Bảo tàng nằm cách trung tâm thành phố San Jose hơn 2 dặm, là một số ít của những địa danh văn hóa trong thung lũng hoa vàng Silicon Valley vinh danh thuyền nhân Việt Nam và con cháu của họ. San Jose là nơi sinh sống của 150.000 cư dân Việt Nam. Đây là một thành phố có cộng đồng người Việt đông nhất tại Hoa Kỳ. Thank you.
Thank you for watching, and I hope you like my video. Please subscribe, give it a thumb up, like to support my channel. Thank you so much.